Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái thí nghiệm với cái bùi nhùi thép này nha các bạn. Đó. Thì các bạn mà đi vô mình đổ xăng ở cây xăng thường xuyên thì sẽ có thấy một cái tấm bảng đó là nếu mà có cuộc gọi tới hay là mình gọi điện thoại thì mình tránh xa cái cây xăng đi. Thì bây giờ mình sẽ thử cái sóng điện thoại nó có thực sự mà nó làm cháy xăng hoặc là cái bùi nhùi thép này không nha mấy bạn. Thì cái bùi nhùi thép này nó rất là mảnh, nó sẽ rất là dễ cháy. Để bây giờ mình sẽ làm cái thí nghiệm này cho tất cả các bạn cùng xem nha. Cái sóng điện thoại thực sự nó có dễ cháy hay là nó dễ gây cháy nổ ở cây xăng mà người ta để cái bảng là cấm nghe điện thoại trong cây xăng nha mấy bạn. Rồi, đây là cái bùi nhùi thép nha mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy nó mảnh không? Thì hôm trước mình có mua về mình chơi mình buổi tối mình đốt cho mấy bạn xem á. Thì bữa nay mình sẽ làm một cái thí nghiệm cho mấy bạn xem cái này cái nó có thật hay không nha. Đấy. Rồi. Vô đây chắc là đủ rồi nè mấy bạn. Đây mình vừa cắt cái bùi nhùi thép nó ra thì ở bên trong nó như này nè mấy bạn. Hôm trước mình đốt á mình không có cho mấy bạn coi kỹ, còn như bữa nay nè. Nó mảnh giống như sợi chỉ vậy. Thì bây giờ mình sẽ xếp thành cái hình vòng tròn. Thì mình lấy hai cái điện thoại mình để nó vô trong mình gọi. Mình lấy hai cái này mình gọi, mình để chung hai cái luôn nha các bạn. Để mình ban đầu mình sẽ thử một cái, sau đó mình sẽ thử hai cái cho cái sóng điện thoại nó mạnh lên cây sao nha các bạn. Nó bạn, cháy không nha. Bây giờ mình xé nó ra cho nó mảnh ra nha các bạn. Như mảnh như này thì nó có thể cháy chứ mình để dày quá nó không cháy nha. Có thể là nó sẽ cháy thôi, mình cũng không biết là nó có cháy không nữa các bạn. Đấy, để vậy nè. Làm cái hình tròn như vậy mình để cái điện thoại vô bên trong nha các bạn. Đó. Rồi giống như cái tổ chim vậy á. Rồi bây giờ mình sẽ để cái điện thoại của mình vô đây nha. Cái điện thoại này trước đi nha. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ gọi nha mấy bạn. Cho để mình với mấy bạn xem cái hiện tượng ở bên trong nó có cái gì đặc biệt không nha. Đó mình đang gọi ở bên đây nè. Đó mình bạn các bạn thấy cái cuộc gọi nó nổi lên không? Đây nè, đó. Mà bên vòng quanh cái bùi nhùi thép này vẫn chưa thấy hiện tượng gì nha mấy bạn. Đấy. Chưa thấy gì luôn. Mấy chục giây à. Lần đầu tiên làm thì chưa thấy gì hết trơn nha mấy bạn. Mình gọi qua khoảng 2-3 cuộc gì đó mình chưa thấy gì hết trơn. Thì nó chắc là mình nghĩ là nó để nó hơi sai nên mình để cái bùi nhùi thép gần lại cho coi nó làm sao nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để hai cái điện thoại gọi gần với nhau luôn nha. Coi cái sóng điện thoại nó mạnh hơn thì nó có thể làm bốc cháy được cái bùi nhùi thép này hay không. Mình vừa để lại cho nó gần hết mức có thể luôn nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ gọi lại một lần nữa nha. Mình để hai cái điện thoại chung với nhau luôn. Xem cái sóng điện thoại nó mạnh cỡ nào nha các bạn. Đó, hai cái nó rung tè tè ở nhau rồi nè. Nó có cuộc gọi bên dưới nè các bạn. Ôi, nó cháy rồi nè các bạn ơi. Wow, nó cháy rồi các bạn ơi. Nè, mấy bạn xem nè. Wow, nó cháy luôn rồi nè mấy bạn. Cái mình lấy ra kịp chứ lấy không kịp là chắc nó cháy cái điện thoại rồi nữa quá. Wow. Ui, có gió nó nóng quá mấy bạn ơi. Bạn nó cháy lan sang cái miếng kế bên luôn nè. Có gió thổi nó bay qua nó cháy lan nè mấy bạn. Wow. Mình làm hình như là mình gọi khoảng tầm 2-3 lần gì nó mới cháy nha mấy bạn. Không phải là nó cháy liền đâu. Nãy giờ mình làm cái thí nghiệm là sóng điện thoại có thực sự là gây cháy nổ trong cây xăng hay không á, thì nãy giờ các bạn coi cũng đã biết rồi ha. Mình làm nếu mà mình cầm một cái điện thoại một cái riêng không á, mình gọi chỉ có mấy cuộc gọi thôi, nó không thấy nó cháy nha các bạn. Thì qua tới cái lần thứ nhiều lần sau á, mình cầm hai cái điện thoại cùng chung như vậy, mình cái này mình gọi qua cái kia mình để, thì mình phát hiện là qua 3 đến 4 cuộc gọi sau á, thì nó sẽ bốc cháy nha bạn. Giống như là nó tỏa ra một cái luồng năng lượng điện gì đó mà mình không biết. Thì các bạn, mình làm cái thí nghiệm này để cho các bạn
biết được là khi mà mình có thể là mình vô điện vô đổ xăng trong cây xăng á, vô tình có ai cuộc có ai mà gọi tới hay là mình bắt máy lên mình nghe á, thì mình sẽ đi chỗ khác nha, để tránh gây cháy nổ trong cây xăng nha mấy bạn. Rồi mấy bạn xem video của mình nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều cái video mới của mình nha mấy bạn. Bye.